chứ nha, mày nghe tiếng chân con nó là mày núp tủ nha, đúng rồi, bóp giá nữa. Ờ, nghe cái sao gì nghe nguy hiểm bây giờ. Ôi, đâu. Ngồi xuống cầu thang đi. Hello, mày bóp. Mày nghe tiếng chân con nó là mày núp tủ nha, đúng rồi, bóp giá nha. Ủa tủ hình thù như nào để tao biết để tao núp nữa. Tủ nó như này nè. Oh. À nó là deep. À dạ. Hả? Má sợ lát họ chạy tán loạn để thấy cái tủ nào cái khỏi cứu. Nhưng... mày không muốn thấy nó đâu, nó kinh lắm. Nó có bị Ayoshima không? Không, nó kinh lắm. Em Nhật Bản á. Mai Nhật Bản. Ôi. Ui, nó đến. Vô, tao nghe tiếng gì đó. Tiếng quẹ quẹ là của nó đó. Nó ủa đó. Ủa nó đỏ. Nó đỏ. Ôi ôi nó đỏ rồi. Mắt lên tụi tắt á. Cực béo. Rồi chuẩn bị hết rồi hả? Khoan ao nha. Ao là mày chết á. Ủa mà nếu... Rồi. Ao đi, hết rồi. Kiếm tiếp. Nó có thời gian nhất định là nó ra không? Không biết nữa. Xuống cầu thang nha Minh. Đúng rồi, xuống cầu thang đi. Nó, cái phòng nó sẽ là một vòng á. Ủa, real? Một cái vòng mà mình sẽ đi tìm chìa khóa, mà gắn cái bùa lên. Ô, tiền này. Ô, tiền này có ít gì không? Tiền lúc này, lúc khác mày ra game, mày out khỏi server, nó sẽ cho mày mua đồ. Ở phòng này, tao nghĩ mày nên kiếm một cái tủ trước khi nó đến. Đây, có cái tủ luôn. Ở bên kia cũng có tủ rồi. Yes sir, cho nên cứ mò đi. Sợ nó xuất hiện cái... Này. Sắp rồi đó. Có tiền gì? Vậy thôi. Đứng đây chơi cho vui. Ô, bật đen đứng đây. Yeah. Nãy giờ cái phòng tao thấy hù rồi. Đứng tủ này cho nó. Cầm trước thì cầm trước thì cuộc kia nó đến. Before it's come. Ờ. Come here baby. Come here. Ôi đó rồi. Sao phòng tao tắt chưa, đen chưa. Not yet. Cứ tự động tắt á. Hello. Nhìn thông minh phết. Ta. Ủa tụi bay phá đảo vô này chưa? Chưa, khúc cuối con gì lắc. Cái xong tao bị giết. Tại cứ tao đi theo. Phải luôn. Ui. Ui giời. Nghe nó như là cái chuông báo động á. Không bằng cái chuông báo động của iPhone. Đó tắt á, nó đi ngang á, tụi bóng tắt á, thấy chưa? Má tiếng ghê vậy. Được rồi. Let's go. Tiếp. Đi có cứ... stamina. Đó. Gì có stamina, vãi lộn. Đó. Thật là lộn vài. Tiền này. Á, nó kiểu hồi nãy nó bị mù á. Nó đi ngang qua tao có chìa khóa á, mà nó không biết. Có chìa khóa rồi. Mà nó tới. Oh my. No. Tao muốn kiếm chìa khóa nó đến. Có tủ rồi. Hi, Linh đó xin chào cả nhà. Nếu tìm kịp mày chết rồi. Ừ. Blur. Mày phải biết là Tao đang vừa lấy vừa mở cái tủ ra tiện mày nhặt được chìa khóa tao kiểu khoan. Này tao nghe tiếng chân mày nè. Ấy lộn. Cái chỗ đó tao mới đi qua. À lộn chỗ đó tụi mày mới đi qua. Ô đây rồi. Tao chết ngay tủ đó luôn á. Tao chết ngay cái tủ đó luôn á mình. Tin không? Chết rồi. Này còn như baby. Nước tiếc cho mày tao cho. Tao có thể tao nghe tiếng. Tao bị đứng sáng vô. Sáng nào.
mày. Kìa nó bên kia kìa. Hello, bad boy. In boy, in boy. What? Ờ, ta được màu chinh rồi. Yeah. Ô mày thôi. Ờ, find the box. Đồ má đi tìm tiếp. Chắc là không có đâu, hoặc là có. Ủa còn, còn kia dính bùa chắc nó không còn. Tao sợ nó sẽ có một con khác mà hiểu không? Một con nó có cu già, cu già. Chú ơi mày sẽ miss một số rồi tầm. Tao lo cái ghế. Đù mà nó cho tao mẹ 110 người xu. Ơ cái sắt nè. Đâu? Có một ai đâu? Nhập code. Ê mày giữ giữ bát gì mà không? À không. Tao có find giữ the paper with the code kìa. Ê mình ơi. Nó đi nhanh lắm. Tao có thủ. Nó bị. Đụng mấy lần này đi nhanh vậy. Tao còn bên kia đâu biết rồi. Tao nhớ tao có thủ á. Có gì nhanh hơn. Má mày tốc độ âm thanh. Mày tiếng bụp 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 nhanh hơn không? Chưa đi. Ok. More faster, fuck. Này đi nhanh thì nó biến mất nhanh. Ừ, vậy đi chơi rồi. Không có thể nó đi nhiều hơn nữa, đi lần ba lần. Đèn lên cho sáng sủa. Đéo vậy? Đéo vậy? Ai mày tiếng thằng nào nó mới. Mở tủ cái. Được mà. Ôi thật nhiều tiền. Thật là rich kid quá đi. Ai Phong, kiếm trước một cái tủ đi. Nghi vậy? Kiếm trước đi. Just me. Ở đây không có tủ. Ai da. Nó sắp đến đó. Ui. Hết cứu rồi Minh ơi. Để có tủ cho tao mày ơi. Ui ôi. Mày chết rồi hả? Ừ. Mày gánh tiếp đi. Tao chưa biết quy luật game này chứ mẹ mày bảo kiếp tưởng nhanh đi, nó đang tới đó. Tao đi phóng lao tới mà tao vẫn đeo thấy cái tủ nè. Damn. Cái chỗ mà nó giấu đồ. Where is the shit? Where is shit. The shit? What the fuck? What do you mean shit? Cái mảnh giấy á. Kìa có cái hộp kìa. Cái hộp, hồi nãy tao kiếm á nhưng mà. Yeah. Chắc có chìa khóa hả? Bừa. Sợ. Sợ lấy sợ nói. Ủa bên mày thuộc bài để sửa địa chưa? Ủa mày. Mà tao hỏi lại nha, mày thuộc chưa? Chưa. Đủ. Tao trốn vậy mày biết không? Nhưng mà tao thuộc. Yeah. Tao đã siêng năng hơn. À một lần mày chết hình như là nó đang bị lỗi luôn tiếng con đĩ đó. Ừ. Blur. Bây giờ tao mới không nghe tiếng thì mày chơi. Tại tao cũng có rủ buồn sợ buồn kìa hôm nay nó sẽ nắm đầu tao hôm sau sẽ chửi tao. Gì sao? Đúng 15 phút. Ơi canh đúng 15 phút nha. Nó vừa đúng 15 phút mà tao chơi không được nó tao sẽ out. God damn. Don't know, I don't know. Ủa mày đi một vòng hả? Phải luôn. Yeah, sir. Chắc and where the shit? I don't know. Shit. I don't know. Where are you now? Come to the sea. Là... đi vừa nói câu luôn. Ờ nó đi tới kìa. Bà hết cú. Ủa. Hả? Cho đi kìa. What the fuck? What the heck? Mình ơi. Mình. Lỗ, are you okay? Tao vẫn sống. Yo, má đi qua hai lần. Quá đi.
Ủa, phải ghi chất lượng vậy. Ủa, đợt trước nó núp trong phòng nó vẫn chết. Má, mày đừng đứng ngay cửa mà mày má, mày sống quá luôn. Biến mất luôn. Ơ à, dồ, the fuck. Fuck à. Như bịp tao. Ồ, game cũng khá là chất lượng. Tại sao nó làm Free Fire quá. Mất niềm tin. Như bịp tao mày. Như bịp tao. Nhưng mà tao trốn trong phòng thì tao vẫn chết. Hẳn giống như oh, what the fuck. Chiều. Ôi ôi, mày nhìn tao. Hơi giật một tí. Làm ơn nó đừng ở đây. Oh my. Chết rồi. Thôi cú. Đứng ở cửa đấy. À, hết cú thiệt. Mày tao chết rồi. Sống được một lần thôi. Không có lần thứ hai. Try next time.